Điều gì làm nên nhịp đập của một quốc gia? Là nhịp rộn ràng thành thị hay nhịp thanh bình thôn quê? Nhịp của trùng dương sóng vỗ, dẫu nhịp sống khác biệt. Chỉ cần thời khắc điểm, cả đất nước hòa chung nhịp đập. Vì tình yêu dành cho bóng đá, hòa thành nhịp đập của cả quốc gia. VNK hòa nhịp đập chung gắn kết, tự hào đồng hành cùng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.